Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay shop đầu câu Nhật Bãi Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 155 bao gồm có tất cả là 18 con máy câu hàng Nhật Bãi. Và lô máy câu của em ngày hôm nay thì có các size tương ứng từ size khoảng 1.000 đến 10.000. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Thì đầu tiên em sẽ xin giới thiệu với mọi người con máy đầu tiên anh em có này. Thì máy đầu tiên anh em có đây là một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprintermat ST600 tên của máy nha. Và máy này cối và thân là carbon, tay quay là tay quay nhôm nha, đổi được tay quay trái phải này. Ngoại hình thì máy này có ngoại hình nhỏ như thế này nha mọi người. Máy này chúng ta câu lua hoặc là câu cần ISO trợ máy thì khá là ok. Cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 65m thì máy này tầm xa cũng khoảng 1.000 gạt cước đây, khá là ok. Khuyên đầu dây của máy này rất là sáng nha. Và mô pin sóng lưỡi gà hoạt động tốt nè, lưỡi gà vẫn còn bị trầy xước nhẹ trên cái lưng máy như thế này thôi, còn nhìn chung lại thì những cái vị trí khác thì khá là ok, trầy xước nhỏ như thế này thôi nha mọi người, xước nhỏ như thế này, máy này size nhỏ thôi. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ, chốt chặn này hoạt động tốt ạ. Máy quay khá nhẹ và êm nha mọi người. Và máy này là của Nhật, máy số 1 có giá là 260.000. Máy này nặng là 182g. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Regen S. Máy này chúng ta câu lua được khá là ok ạ. Máy thì về mặt ngoại hình có những cái xước nhỏ như này, nhưng là cũng có những cái trầy xước. Nhưng mà nhìn chung thì màu sơn của máy vẫn còn khá là sáng, bị bong tróc có lớp sơn màu đen bên này, cái tay quay gạt cước như thế này. Khuyên nâu dây của máy đây khá là sáng ạ, gạt cước hoạt động tốt. Và máy này cối và thân là carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải, mô pin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Cước số 3 vào được 100m thì máy này tầm xa khoảng 2.000. Và máy này là của Daiwa, sản xuất tại Thái Lan, xuất sang Nhật cho mọi người. Ngoại hình tổng thể và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ, khá là nhẹ và êm nè, chốt chặn hoạt động tốt. Máy này khi bật chốt chặn nó kêu, tiếng kêu của cái chốt chặn nó kêu re re như vậy nha mọi người. Chốt chặn này khá là ok. Máy này sức kéo của máy là lên đến là 4,5 kg luôn ạ, 4,5 kg nha. Ngoại hình tổng thể thì cũng có những cái vết xước nhỏ thôi. Và máy này là của Thái Lan xuất Nhật, máy số 2 này nặng là 229g và máy số 2 có giá là 250.000. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có con máy của Ruby, dòng Ruby Sinus XS700ZMT. Máy này dòng máy carbon đời cao nha mọi người. Cối kim loại này. Thân và tay quay là carbon, đổi được tay quay trái phải. Và có Rito là 5.2, dòng máy là cối nông này nha. Ở đây cối máy cối nông. Gạt cước hoạt động tốt, khuyên đôi dây của máy này rất là sáng. Thì về mặt ngoại hình máy có trầy xước nhỏ, nhưng có xước nhỏ như này thôi. Cái màu sơn thì khá là ok, đặc biệt là cái cối thì rất là sáng nha mọi người, cối thì không có trầy xước gì trên cối cả. Trên thân thì chỉ có một vài vị trí nó bong tróc sơn nhẹ thôi, lại xước nhẹ này, bị sơn thì nước sơn nhẹ thôi. Máy này tầm size cũng khoảng 1.000, có Rito là 5.2, mô pin sóng, lưỡi gà hoạt động tốt, máy size 1.000 ạ. Và hoạt động máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay thế là ok, nhẹ và êm, chốt chặn đây, hoạt động tốt ạ. Dòng máy cối nông size 1.000. Và máy số 1 này của Nhật, máy số 3. Máy là máy số 3 nha mọi người. Máy số 3 này có giá là 420.000 và máy này nặng là 251g. Máy này vị trí cái phần chân bát nó bị xước nhẹ cái một vài đường như thế này, không có bị vỡ nha mọi người, chẳng qua nó bị xước thôi. Ngoại hình tổng thể của máy số 3 như thế này, dòng carbon đời cao, cối kim loại, dòng này rất là bền. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 anh em có con máy của Spinmatic ST800RD, tên của máy này. Máy này cối carbon, thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải nha. Thì và mặt ngoại hình là máy nó bị xước nhẹ trên cối như này thôi. Ui máy, đây, cái lưng và viền lưng thì bong tróc sơn một vài vị trí nhỏ thôi. Dòng này là dòng máy đuôi chuột. Mở cối, ok nha.
Mô bên sống lưỡi gà vẫn còn. Và cước số 3 vào được 160m thì tầm xa khoảng 3.000. Cái này xa 3.000, mô bên sống lưỡi gà vẫn còn luôn. Khối ok nè. Đặt cước hoạt động tốt. Khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng. Máy này cái vị trí này nó hơi bị đông nhị thôi. Rút sơn. Mọi thứ khá là ok, không đến nỗi tệ đâu nha. Máy này là độ mới tầm khoảng là 65 đến 70%. Đổi được tay quay trái phải. Rồi hoạt động của máy đây. Dòng này thì quay khá là nhẹ nè. Máy xa 3.000 chốt chặn hoạt động tốt. Máy này hoạt động rất là nhẹ nha. Nhẹ và mượt nữa. Và máy số 4 này của Nhật, máy số 4 có giá là 370.000. Máy này nặng là 257g. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 ở đây em có là con máy của Daiwa Pro Spin GS800RD. Và con này cũng là một con máy đuôi chuột. Ngoại hình thì máy này cân cối này, có bị xước cân cối như thế này nha. Nhìn chung thì có những vết xước nhỏ li ti thôi chứ không có nhìn là không có nó nổi là xước nhiều lắm đâu. Có những vết xước nhỏ và nhưng mà nó phải rất là láng ở vị trí này. Bị bong tróc sơn như thế này. Và máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải, dùng tay quay cán gỗ như này, gạt cước này. Hoạt động tốt nha. Gạt cước này. Khuyên đầu dây của máy đây. Đó là sáng. Và mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này tầm xa khoảng là cước số 3 vào được 160m cũng xa khoảng 3.000. Và máy này có cốt trợ lực nha mọi người. Cốt trợ lực của máy hiện nay gắn trên cối như thế này rồi. Chứ không là không phải là gắn trên trục như một số máy. Tùy vào mỗi dòng nha. Mô bên sóng lưỡi gà vẫn còn. Có cối ok nha. Và hoạt động của máy này quay rất là nhẹ vậy em. Chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 5 có giá là 450.000, máy size 3.000 có cốt trợ lực. Máy này nặng 280g. Và tiếp đến máy số 6. Máy số 6 ở đây em có hai con máy giống như nhau. Nhưng mà máy số 6 thì size lớn hơn và có ngoại hình ok hơn một tí. Ở đây em có con máy số 6 là Daiwa Pro Spin GS1000RD. Máy số 5 lúc nãy là GS800RD, máy số 6 là 1000 nha, tên của máy. Và máy số 6 ngoại hình rất là đẹp nha. Hầu như là có vẻ như hơi chưa sử dụng lần nào như thế nào đó. Vị trí này rất là mới. Chỉ mỗi tội cái lớp mực in cái phần xả mô bin ở dưới đuôi của máy này. Nó bị một vài vị trí nó bị bong cái mực in ra rồi. Còn những vị trí khác của máy thì khá ok. Máy này mới tầm khoảng 95% nha mọi người. Nó xước nhỏ như thế này thôi. Cái xước này có lẽ do va chạm giữa các máy thôi. Cối còn rất là sáng. Thân máy màu sơn rồi nhìn rất là chắc. Và gạt cước nè, gạt cước hoạt động tốt nha. Khuyên đầu dây của máy, máy này rất là sáng nha. Máy này khá là ok. Đổi được tay quay trái phải. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Và máy cũng có cốt trợ lực bên trong trên cối như thế này. Cối dạng cối đúc như thế này nha. Thì dòng này có cốt trợ lực bên trong này. Bên trong khá là khỏe nha. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Thì máy này ta cước số 5 vào được 190m, cước số 6 vào được 150m thì tầm xa khoảng 5.500. Và mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn. Có khối ok nha mọi người. Ngoại hình máy này khá là đẹp. Và hoạt động của máy này. Máy này cũng giống như máy số 5 lúc này. Hoạt động rất là mượt. Chốt chặn hoạt động tốt. Cái dòng này thì khá là ok nha. Quay rất là mượt và có cốt trợ lực nữa. Chúng ta cạo cáo khá là khỏe. Và máy số 5, máy số 6 này cũng của Nhật. Máy số 6 có giá là 700.000. Và máy này nặng là 417g. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy của Ruby Sinus SS1500ZM. Tên của máy đây ạ. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Thì trên thân máy thì thôi, nhìn chung thì không có trài xước gì trên thân máy cả. Nhưng mà chủ yếu trên cái cối này, cái tem xung quanh cối nó bị xước, cái mực in nha mọi người. Máy này có Ryuto là 5.2. Dòng này chúng ta dòng lua nhé. Chúng ta câu lua 5.2, chúng ta câu lua khá là ok rồi. Cước số 3 vào 150m thì tầm xa khoảng 3.000. Và mô bin sóng lưỡi gà hoạt động tốt này. Khuyên đầu dây của máy đây, rất là sáng nha.
gạt cước hoạt động tốt, đổi được tay quay trái phải và hoạt động máy. Những cái dòng replay size nut này thì rất là mượt, quay rất là mượt và êm, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 7 có giá là 420.000. Máy số 7 này nặng là 282 g. Tiếp đến máy số 8 ạ. Máy số 8 này em có con máy của Shimano Navigator 2000. Máy này cũng là full, hôm máy này cối và thân là carbon tay quay nhôm nhé, đổi được tay quay trái phải. Thì máy và mặt ngoại hình thì có bị, cũng có bị trầy xước. À, cái phần gạt cước nó bị oxy hóa nhẹ thế này thôi. Còn vị trí này là nó bị chất sơn, nó sẽ bị mòn cái nước sơn nhé. Cước Rito là 4.7. Và cước số 3 vào được 150m thì cũng tầm xa khoảng 3.000. Máy này dòng này là cối đó, cối cao nha mọi người. Chúng ta ra dây cũng khá là nhanh với cái dòng này. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Có mô pin, sẽ có ok. Khuyên nơi dây của máy đây rất là sáng nhé. Gạt cước hoạt động tốt nha. Đấy, ok. Mọi hình thì cái phần tay quay nó bị ong tróc nhẹ, xước nhẹ cái phần tay quay thế này. Dòng tay quay cắn gỗ. Trên thân thì nhìn chung cũng không đến nỗi trầy xước gì nhiều lắm đâu ạ. Và hoạt động của máy này, máy thì quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Và con máy này là của Nhật, máy số 8 này có giá là 400.000. Máy này nặng là 308 g. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Ryobi GX200. Tên của máy này cối carbon, thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải, tay quay còn khá là sáng nha mọi người. Bị mất một cái tem phía bên tay trái như thế này. Khuyên nơ dây của máy là lỗi xứ nâu, khá là sáng, gạt cước đây, hoạt động tốt. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Thông số cước ở trên cối thì cước số 4 vào được 130m, cước số 3 vào được 200m thì máy này tầm xa cũng khoảng 3.500. Dao động khoảng 3.500, 3.000 đến 3.500, 3.000 nha mọi người. Thì cái dòng máy này cối nó hơi nhỏ, máy xa 3.000 nha. Đây, hoạt động của máy nè. Cái dòng Ryobi này thì quay rất là nhẹ. Bởi vì cái máy này Rito tầm khoảng là 3.2 thôi. À, 3.8 thôi. Kiểm tra chính xác 3.4. Máy này có Rito là 3.4. Nên nó không được nhiều vòng tua nhưng mà cảo là khỏe, quay rất là nhẹ nha. Dòng này chúng ta câu khá là ok. Quay rất là nhẹ. Chốt chặn đây, hoạt động tốt nha. Và con máy này là của Nhật, máy số 9 có giá là 260.000. Máy này nặng là 349 g. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 thì em ở đây em có cũng giống như máy số 9, cũng dòng Ryobi GX mà ở đây là 300. Size lớn hơn máy số 9 lúc nãy. Và cước số 4 vào được 210m, cước số 5 vào được 160m thì máy này tầm xa khoảng 4.000 đến 4.500. Dao động khoảng đó nha mọi người. 4.000 một bên sóng. Lưỡi gà vẫn còn. Thì về mặt ngoại hình thì máy có bị xước cái nút sơn thế này, lông tróc nút sơn một vài vị trí thế này. Cối thì máy này cối carbon, thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải. Khuyên nâu dây của máy này rất là sáng nha. Gạt cước ạ. Ok. Tay quay của máy rất là ok. Và hoạt động của máy, máy quay rất là nhẹ nha. Và máy này cũng có Rito tầm 3.4 thôi. Chốt chặn hoạt động tốt. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn nha. Và máy này nặng là, con máy số 10 nặng là 398 g. Và máy số 10 cũng là máy của Nhật, máy số 10 có giá là 300.000. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 ở đây em có là một con máy của Daiwa dòng mà Sprinter ST850DX. Máy này cối carbon, thân và tay quay là kim loại, đổ được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình khá là ok, rất là đẹp nha. À, máy này độ mới tầm cũng khoảng là 85 đến 90%, có vị trí xước nhỏ phần đuôi máy như thế này thôi. Nước sơn của máy cũng khá là chắc nè, tay quay gạt cước rất là sáng. Khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng à. Gạt cước hoạt động tốt. Trên cối vị trí này nó hơi xước nhẹ một tí thôi. Cái này chúng ta có thể cái nhánh ta đánh nó sẽ láng hẳn ra thôi. Xước nhẹ thôi. Và thông số cước ở trên cối, cước số 5 vào được 120m này. Cước số 3 vào được 220m thì máy này tầm xa khoảng 4.000. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn.
Tay quay rất là sáng, máy này ngoại hình khá là đẹp này. Quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt nè. Chốt chặn hoạt động khá là ok nha mọi người. Quay rất là nhẹ. Nhẹ và êm nữa. Máy số 11 của Nhật, máy số 11 có giá là 370.000. Máy này nặng là 364 g. Tiếp đến máy số 12, máy 12 ở đây em cũng có cũng tương tự giống máy số 1, ngoại hình máy 11, ngoại hình khá là đẹp. Máy này mới tầm khoảng là 90 tầm 85-90% thôi nha. Máy này cũng có carbon thân và tay quay là kim loại, đổi được tay quay trái phải, và con máy 12 này là của Olympic, dòng máy Olympic ạ. Và máy này tầm xa cũng khoảng 4.000 ạ. Một pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Có trài xước nhỏ thôi, máy này nước sơn vẫn còn khá là chắc này. Tầm xa 4.000 thôi. Gạt xước, ok. Khuyên đeo dây của máy đây, lỗi xứ không. Và hoạt động dòng Olympic là những cái dòng rất là mượt mà. Chốt chặn hoạt động tốt nha. Máy quay rất là nhẹ. Và con máy này cũng của Nhật, máy số 12 cũng có giá là 370.000. Máy này nặng là 373 g. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 ở đây em có con máy của Daiwa Custom ACE No 3, tên của máy đây. Máy này cối là dòng là cối thép chống rỉ nha mọi người. Bằng kim loại chứ không phải là bằng carbon. Cái nhìn cái màu đen này người ta tưởng là bằng carbon nhưng không phải, nó gõ. Nó bong bong thế này. Bằng kim loại cối. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải, khuyên đeo dây của máy này, vị trí vào dây của con máy này. Cái là sáng, gạt cước ok. Cước số 6 vào được 130 m, cước số 5 vào được 170 m, thì máy này tầm xa khoảng 5.000, nhưng mà cái form máy nhìn nó nhỏ nha mọi người. Tùy vào cái form máy chứ không phải là máy nào nó cũng lớn hết. Và chủ yếu là cái khả năng vào dây của cối này. Thì em sẽ dựa vào cái khả năng vào dây mà đảm bảo sai. Cước số 7, cước số 5 vào được 170 m thì tầm xa khoảng 5.000. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn này. Gạt cước hoạt động tốt. Ngoại hình thì có bị trầy xước cái phần lưng máy như thế này, chủ yếu lưng máy một vài vị trí như thế này. Còn nhìn lại thì cũng khá ok, trầy xước nhỏ thôi. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ và êm nè. Chốt chặn này hoạt động tốt nha. Và máy số 13, dòng này là dòng của hàng nội địa Nhật, máy 13 có giá là 420.000. Máy này nặng là 348 g. Tiếp đến máy số 14, máy 14 của em có con máy của Olympic VG200, tên của máy. Và máy 14 này cũng là full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này cái tay quay thì nó bị hơi xuống màu một tí thôi, nó không có bị đánh nổi xấu lắm nha mọi người. Đây, tay quay này. Không được bóng xinh lón nhưng mà nó không có bị oxy hóa bong tróc gì cả. Nó hơi xuống màu. Cước số 5 vào được 230 m thì máy này tầm xa khoảng 6.000, có Rito là 3.82. Cối thì khá là sáng, cối khá là ok, không có trầy xước gì nhiều trên cối cả. Gạt cước này, hoạt động tốt. Khuyên đeo dây của máy rất là sáng, máy này size khoảng 6.000 nha. Mô pin sóng này, lưỡi gà hoạt động tốt, đổi được tay quay trái phải. Đây. Đuôi máy thì có trầy xước nhỏ thôi, nhìn chung này máy này vẫn còn khá là sáng. Trầy xước nhỏ, tem hai bên này khá là ok. Gạt cước hoạt động tốt. Còn hoạt động của máy nè, máy quay rất là nhẹ. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy size 6.000. Và máy số 14 này cũng của Nhật, máy 14 có giá là 450.000. Máy này nặng là 484 g. Tiếp đến máy số 15. Máy 15 ở đây em có con máy của Daiwa Silverline 2000, tên của máy. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy này trên cối thì cũng có bị xước như này nha, nhưng mà không có bị nhám gì đâu nha mọi người, nó không có ảnh hưởng ở ra dây của mọi người đâu, khá là ok. Còn thân máy thì máy này cái nước sơn nó không được chất nha, và vị trí nó có vẻ nó bong nên chúng ta có thể để sơn lại hoặc là chúng ta đánh hết ra để sơn lại, tùy mọi người. Cối thì khá là ok, vị trí nó bị đóng muối này, chúng ta chà dùng cái nhám chà hết ra nó cũng sạch thôi à. Cước số 6 vào được 230 m, cước số 7 vào được 190 m, máy này tầm xa khoảng 7.000, máy xa 7.000 nha. Đây, nước sơn nó không được đàn, vị trí nó bóng bong ra nha mọi người. Đổi được tay quay trái phải, tay quay thế này, tay quay thì khá là sáng rồi. Gạt cước ok nha. Khuyên đeo dây của máy đây rất là sáng, khuyên đeo dây của máy thì khá là sáng nha mọi người. Gạt cước ok nha.
cố thì có bị sốt nhẹ thôi. Và xa 7.000. Máy này bị mắc lưỡi gà nha mọi người. Kiểm tra lưỡi gà bên trong đây. Máy thì còn lưỡi gà nha các vị, nó hơi bị ngắn, bị mòn, nó không được kêu. Không được kêu to lắm, để kêu hơi nhỏ. Đây, có kêu. Đây, có kêu nha mọi người, hơi nhỏ một tí thôi. Lưỡi gà không còn. Ok, máy size 7.000 ạ. Ngoại hình máy thì cái nước sơn nó không được đẹp một tí nha mọi người. Cối đây, gạt cướp, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy này, dòng Silverline này chúng ta quay rất là mượt, quay rất là nhẹ. Chốt chặn đây, hoạt động tốt nha. Quay rất là nhẹ và êm nè. Dòng này chúng ta cạo ống cá khá là khỏe. Và máy số 15 này của Nhật, máy 15 có giá là 430.000. Máy này nặng là 475g. Tiếp đến máy số 16. Máy 16 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Spotlight ST200. Tên của máy này, máy này ngoại hình khá là ok, nhìn rất là sáng. Cối có suốt nhỏ như này thôi, nhưng mà nhìn chung ở những vị trí khác đó, rất là sáng. Viền máy như này, tay quay máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải, gạt cướp ok. Khuyên đầu dây của máy đây rất là sáng, vị trí con lăn này vào dây. Và dòng này tầm xa khoảng là cước số 6 vào được 200m, cước số 7 vào được 160m, thì máy này tầm xa cũng gần 7.000, 6.500 đến 7.000, dao động khoảng đó nha. Và mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn, lưỡi gà thì kêu khá là to này. Và dòng này có cốt trợ lực bên trong nha mọi người, máy xa tầm khoảng 7.000 có cốt trợ lực. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Ngoại hình thì máy này độ mới tầm khoảng 85-90%, trời suốt nhỏ thôi, tầm 85%, đuôi máy. Xa 7.000. Và hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ thôi em. Chốt chặn hoạt động tốt ạ. Và máy này nặng là 497g. Và máy số 16 là của Nhật, máy 16 có giá là 700.000. Máy này ngoại hình khá là ok, rất là mới nha. Nước sơn vẫn còn rất là chắc, cối khá sáng. Tiếp đến máy số 17. Máy 17 ở đây em có con máy của dòng carbon đời cao đây ạ. Máy Ryobi Ikusuma XS3000Z tên của máy. Và máy này cối, kim loại, thân và tay quay là carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy này tầm xa khoảng 4.500, cước số 4 vào được 200m thì tầm xa khoảng 4.500, gần 5.000, tầm 4.500. Dòng cối cũng là cối rất là cao như thế này. Và máy có ratio là 4.7 và có chạy bằng hai bạc đạn nha mọi người. Đây, hai bạc đạn, two bearing, two ball bearing ạ. Đây, gạt cước ok. Khuyên đầu dây của máy này khá là sáng. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Máy này ngoại hình cũng khá là ok ạ. Độ mới tầm khoảng là 80% nha. Nó trời suốt nhỏ thế này thôi. Cối thì nhìn khá là sáng, có suốt những vết suốt nhẹ trên cối nhưng mà nhìn khá là sáng máy. Trời suốt nhẹ. Và hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ vậy em. Xa tầm khoảng 4.500 là chốt chặn hoạt động tốt. Máy này khá là ok. Và máy này là của Nhật, máy 17 có giá là 670.000. Máy này nặng là 493g. Tiếp đến máy số 18, máy cuối cùng ạ. Máy 18 anh em có con máy của Olympic Yun 93. Máy này là quay tay bên phải thôi nha mọi người, không có đổi được tay. Và máy này tầm xa khoảng 10.000, 9-10.000. Và ngoại hình của máy thì máy này rất là đẹp, xước những đường rất là nhỏ trên cối thôi. Vị trí này nó bị đóng bận á, cái cạnh muối chúng ta đánh nó ra hết. Tay quay thì khá là ok, bị đông tróc nhẹ chỗ này thôi, không đến nổi. Khuyên đầu dây của máy nó có trợ lực dây nha mọi người, rất là sáng. Gạt tước ok. Tại dòng này có cốt trợ lực bên trong, cốt trợ lực nó nằm trên cối nữa. Và dòng mà khóa mô pin bằng số như này. Nằm ở cái cối ra, cốt lực là nằm trong cái cối như thế này nha mọi người. Cái này thì cái cối nó được gắn cái lò xo này, nó hơi bị khó mở một tí thôi. Này, bây giờ mình thiết kế một cái là khá là lạ nha. Mô pin sóng lưỡi gà vẫn còn. Và cái dòng này là chúng ta nó tống trả, có hệ thống tống trả ngược, chúng ta xoay một chiều như thế này thôi nha mọi người. Cối nó
thiết kế như này. Cái hệ thống chống trạng ngược, mô pin sống chứ không phải là mô pin chết. Đây này mô pin sống nha, nhưng mà nó xoay một chiều thôi. Máy này ngoại hình rất là đẹp. Còn hoạt động của máy, máy này tầm xa khoảng 10.000 nha mọi người, hoạt động máy này. Máy quay rất là nhẹ. Máy quay nhẹ và êm. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này của Nhật, máy số 18 này có giá là 700.000. Máy này quay tay bên phải thôi ạ. Máy này cơ nặng là 780g. Máy quay tay bên phải thôi nhé, không đổi được tay, dòng máy thiết kế tay bên phải thôi. Máy thì cái phần thân máy thì nó nhỏ nhưng mà cối cao này. Máy chạy bằng hai bạc đạn nha mọi người. Ngoại hình khá là đẹp. Độ mới máy nó tầm khoảng 90%. Máy rất ok, 85-90% dao động vậy. Rồi em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 18 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.